Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Jurassic World công viên khủng long. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi và nếu có thể thì hãy click quả cáo cho mình nhé. Và rồi thì nếu anh em là thích những cái series khác, cả những series về One Piece, mình đang có làm một cái series mới về cái một cái tựa game cũng vừa mới ra mắt ở trên Android, thì anh em có thể vào kênh mới chúng ta là kênh Mr. Thành đây. Anh em có thể tìm cái chữ là MR Thành đây và nó sẽ ra ngay cái kênh. Trước cái này là kênh Thành EZ My Blog nhưng mà mình đã đổi tên rồi vì là mình muốn chơi nhiều tựa game hơn ấy. Thì đây là cái game hôm nay mình làm một cái video anh em làm khó huyền thoại anh em ạ. Và chúng ta sẽ chờ đây nha. Thì anh em nào chưa đăng ký có thể đăng ký kênh này, rung chuông để nhận tất cả thông báo này. Rồi thì chúng ta sẽ vào thôi nhỉ. Vào trở lại với Jurassic World cái. Bên này thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ vàng như thế này đã, xong rồi bên này cũng sẽ lấy vàng này, tất cả vàng luôn. Ok, chúng ta sẽ mở cái tiếng á, hình như mình tắt cái tiếng đi phải. Đúng rồi, chính xác là mình tắt cái tiếng của cái game này đi. Rồi, và chúng ta sẽ lấy vàng trước xong rồi tính sau này. Tất cả vàng có thể này, 1, 2, 3 này. Ở vàng ở dưới biển luôn nha anh em. Đây, mấy cái trụ vàng ấy nữa này. Cũng đã xong. Và chúng ta kết hợp con Pteranodon với nhau. Hơi bị lâu nha. Cái này hơi bị lâu nha. Chưa lên được một con Pteranodon level 20. Chưa thể lên được, lâu ghê ta nhờ. 47 đô để chúng ta có thể là làm xong cái nhiệm vụ này. À, để có thể là kết hợp luôn, nhưng mà mình sẽ để dành đi. Hiện tại đang có 60.000, hôm nay mình sẽ cần khoảng 300 điểm GW nữa để mở ra một cái patch xịn, một cái patch khủng long có hình tổ ong, khủng long vàng. Rồi mình sẽ đi kiếm nốt 300 điểm nhé, còn hơn 200 điểm nữa thôi. Cái rank của mình đang ở top 50% player thì phần thưởng vẫn sẽ là top 1 thôi, thì sẽ được con này. Top 5% thì Predator sẽ được một cái gói patch Legendary Twin. Là sao ta? Tận hai gói à? Hay như thế nào? Twin là hai đầu à? Là sao ta? Không hiểu lắm nhưng mà vấn đề là sẽ chắc chắn sẽ được một con Legendary rồi. Nếu mà ở top 5%, top 50% thì được một cái C thôi, nó không có gì là ấy cả. Và có lẽ mình sẽ đánh một tí nhờ. Mình kiếm thêm một ít GW đây. Chơi cái này có hai cái, tận 3-4 cái cơ chứ không phải hai cái. Cái này cũng nên đánh này để lấy thêm các cái mốt để có thể vào chơi được cái nhiệm vụ đánh Titanoba. Chơi này trước đi. Magistotherium thì chúng ta sẽ cần một con Savannah để có thể tăng cơ nó trước. 160 dam thì chúng ta chỉ cần khoảng là 200-263 này, ngon này. Rồi mình sẽ chọn 3 con hệ Savannah là đủ sức ăn rồi, không cần quá nhiều. Enrico và Utino. Utino thì hơi yếu nhỉ. Mình sẽ chọn con Enrico level 20 như này. Team này nó sẽ khắc hệ anh em ạ. Vấn đề là 80. Con này thì không biết là bao nhiêu dam đây. Kelenken 263 máu. Bên nó chỉ có 80 dam thôi. Là một con chó. Chó rừng à? 2 dam luôn. Tổng khoảng 192. 192 máu nhá. Chắc mình sẽ tắt bớt cái đĩa. Rồi. Ok, chúng ta sẽ tắt bớt cái web bên này đi đã. Và nó tấn công hai lần mình đúng không anh em? Bây giờ thì nó sẽ tối đa chỉ có là hai lần thôi, mình chỉ cần thủ một thôi là được. Đấy, hợp lý. Không đủ đan để giết mình cơ, mà nó đổi sang kia cũng không đổi được, tại vì cũng khắc hệ luôn. Đấy. Xong nha, và chúng ta sẽ có thể là tiêu diệt nó ngay bây giờ, rất là nhanh thôi. Nào, tấn công bao nhiêu lần đây? Nó sẽ có 4 lần và nó sẽ chắc mình sẽ cắn mình một phát. 4 này. Không à? Không tấn công à? Không tấn công thì mình sẽ tấn công ngược lại vậy nhỉ. Ok. Để dành cả 4 lần và tấn công 4 lần như thế này. Nó thủ 3 anh em ạ. Nó khá là gọi là chắc cú, chắc bài. 5 lần thì có lẽ nó sẽ hạ mình rồi. Bằng tất cả 5 lần luôn. Hợp lý. Và nó cũng sẽ chết ngay thôi. Mình sẽ có 8 lần ở đây. Con Enrico mình rất là khỏe nha. 1400 này. 769, 763. Quá thừa đam rồi. Không nhất thiết phải dùng cái con 200 đam cái đâu, hơi phí anh em ạ. Mình tận 3 con cơ mà đúng không? Nó là một con Panothus 4 1000 máu. Ghê phết.
Nhưng mà sau thời ăn được chúng ta anh em, chúng ta sẽ có 8 lần ở đây. Và chúng ta dùng full lực luôn. 8 này. Tấn công đó. Một phát này anh em. 3600 máu luôn. Wow. Rất khỏe nha. Chúng ta sẽ sang với trận tiếp theo. Có thêm đó chính là ADN bên này. Xenozoic Butter. Cần thắng 2 trận nữa. Ái chà, bây giờ em sẽ khỏe hơn một tí này. Ồ, team mẹ cũng khỏe đấy, không phải đùa đâu. Chúng ta sẽ cần phải Savannah anh em ạ. Savannah. Mình đang hơi thiếu Savannah. Ok, 1 này, 2 này. 2 con rồi và chúng ta sẽ cần một con hang động khỏe khỏe nữa một chút. Hang động Kevin. Hyalinodon tấn công được không nhỉ? Rồi con này thì khỏe quá. Thay cho ta thấy đánh giá là khỏe quá. Hy vọng trận sau sẽ không cần phải dùng đến Savannah nữa. 92 à, con này nó khắc hệ này. Con voi này sẽ khắc hệ chúng ta này. Hơi bị mệt một chút. Xem nào, 2 lần. Tấn công không? Con voi sẽ là 405 đam. Tấn công luôn anh em ạ. Như vậy phát sau thì nó sẽ có 2 lần đánh nha. 2 lần đánh. Thì mình sẽ thủ như thế này. Đấy, như thế là hợp lý đúng không? Nó sẽ có 2 lần. Và chắc chắn sẽ không tấn công mình đâu. Đấy. Nó có lẽ sẽ thủ 1 rồi. Theo như mình đánh giá sẽ thủ 1. Thế mình chỉ cần khoảng 3 lần thôi mình giết nó rồi anh em. Ồ, thủ 2 à? Chết rồi, quả này hơi mệt rồi. Có khi mình còn đai. Không biết thế nào mình có hơn 1000 máu Dino Squad. Ồ, may quá. Sẽ không thể khắc hệ nha. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 lần. Rơi tầm khoảng 2 lần gì đó. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 lần. Thì với cái lượng đam như thế này thì mình sẽ tấn công luôn thôi nhỉ. 2 lần thì nó sẽ có thể chết đấy. Mình tấn công luôn thôi nhỉ. 2 lần nó sẽ thủ 100. Có thể sẽ thủ 1. Tấn công thử xem nào. Thủ 1, ôi đoán chuẩn xác phết nhỉ. 1400 này, con này die luôn. Con Megatherium này sẽ cũng bị khắc hệ luôn này. 5 lần. Nó sẽ đổi rồi. Nó đổi để chắc chắn. Tấn công 4 lần luôn anh em ạ. Ây chắc không thèm đuổi luôn anh em ơi. Ây dạ, ghê. Nó còn một lần nữa nha. Một lần nữa thì đơn giản thôi anh em. Giờ thôi anh em. Ôi trời ơi. Chết rồi, xong rồi rồi. Tôi nhầm rồi. Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi anh em ơi. Xong phim rồi. Hai đòn. Như vậy là nó sẽ còn hai đòn nữa. Mình sẽ tấn công theo kiểu là 3 lần. Và thủ 1. Hợp lý nhỉ, cực kỳ hợp lý. Xong. Con sau thì nó sẽ bị khắc hệ nên sẽ không phải lo lắng lắm về cái lượng đan nó gây ra. Nó sẽ có tầm khoảng là 5 lần. Và nếu tấn công cả 5 lần thì mình cũng không thể chết được. Dĩ nhiên. Xong nhá. Và chúng ta sẽ có 4 lần đây, thắng rồi. Nó chỉ còn 500 máu thôi, 300 máu thôi. Mấy con mình khỏe mà. Xong ngay, chúng ta sẽ có 1282 đam ở đây. Giết được cái con voi rồi. Sau một hồi tấn công rất là dã man, chúng ta sẽ có thêm là 40 ADN nơi bên này. Một trận cuối này. Xenozoic Butter, Magistotherium và Denotherium. Đánh kiểu gì bây giờ? Savannah nhỉ? Lại cần Savannah rồi. Thế mình điên chứ. Savannah mình lại chết hết rồi. Bây giờ phải hồi sinh bọn Savannah lên cho. Bó tay luôn. Bây giờ phải hồi sinh rồi. Hồi sinh con này lên. Thêm một con Kevin, con Hyalinodon và thêm một con Savannah nữa thì mới được. Không muốn đâu nhưng mà bắt buộc phải dùng anh em ạ. Mezito và Indrico để giành lượt đi. Mình có 1000 đam, 1000 máu cơ. Con Mezito của nó thì không đủ sức để ăn mình chắc chắn luôn. Ok, Deno này, tấn công không? Nó sẽ rơi vào tầm khoảng một lần gì đấy. Tấn công luôn, mình không biết có thủ không ta. Không thủ anh em ạ, mình giết luôn này. Tấn công ngay và luôn, khỏi để cho nó cơ hội nào để mà phòng ngự cả. Xong ngay, con này đam rất là bé thôi. Nó chỉ có 3 lần thôi. Mezito với 3 sức tấn công. Biết đánh kiểu gì nhỉ? Magistotherium với 1000 máu. Ok. Con này hy sinh cũng được để giành lượt cho mấy con sau. Mới sau sẽ khắc hệ con này.
và nó sẽ dễ dàng đánh hơn rất là nhiều. 4 xem nào, tấn công không? 4 lần à? 4 lần thì theo như mình đánh giá thì thông thường nó sẽ thủ 3. Thủ 3 thì cũng sẽ chết thôi. Thủ 3 thì mình tấn công khoảng là 6 lần như thế này là hợp lý hơn này. Có thủ 2 nhỉ? Mình tưởng đánh giá nó tiểu thủ 3 cơ. Thật ra thì đam của nó cũng không thể đủ giết mình được, là điều chắc chắn. Nó chỉ có 6. Ồ, chết đấy. Còn này đai đấy, 6 lần là mình đai luôn đấy. 5 lần à, nó vẫn để dành thêm một lần nữa. Xong nhé. Con này chắc chắn sẽ chết rồi. Và nó kiểu gì sẽ đai thôi, vì mình sẽ có một con là 600 đam. 606 đam ở đây này. Chạy đâu cưng? Chạy đâu được? Với 600 đam thì không có đối thủ luôn đấy, chắc chắn luôn. Xong. Xong ngay và luôn, và chúng ta sẽ chuyển qua với trận kế tiếp nha. Cenozoic Butter Patch, và chúng ta sẽ kiếm được thêm, đó chính là Pachycephalosaurus. Khá là tuyệt, khá là ngon. 130 điểm GW. Ấy, ui, vẫn chưa đủ điểm à? Mình còn thiếu khoảng hơn 200 điểm nữa. Carnivores sẽ nhân 2. Yêu cầu phải có 2 Carnivores ở trong này. Mình lấy 2 con Carnivores làm tăng cơ được anh em. Hai con này không, với một con này ngon ngon một tí, xong lấy một con amphibian loại xịn xịn đánh nhau với nó đằng xong thế thôi. Nó cho mình 3 con mà, nên ta có thể tự do lựa chọn đội hình một cách rất là thoải mái. Ôi trời, đáng lẽ nên thủ một lần thì hợp lý hơn không? Đấy này, nó vả phát chết luôn đấy, hai lần chết luôn. Ok, nó không vả chết anh em ạ. Phát sau thì nó sẽ có tối đa là 3 lần gì đó đúng không? 3 hay 2 nhỉ? 3 mình thủ cả 3 đi. Con này sẽ làm tăng cơ. Chính xác sẽ làm tăng cơ luôn. Dimetrodon. Ok, bây giờ sẽ để dành cả 3 lượt đi. Nó thủ tận 2 kìa. Nó sợ mình thế. Trong khi đam mình rất là bé tí luôn đấy. 3 này. Vài phát, chính xác rồi. Nó sẽ hết thủ nha anh em. Bây giờ mình sẽ tấn công thôi. 1, 2, 3, xong ngay. Và để dành 4 lần cho con ăn nước, hệ nước nữa. Là quá đẹp. Thắng rồi. Chúng ta đã chiến thắng rồi anh em ơi. Nó sẽ có 4 lần. Nó sẽ tấn công 3 thôi. Con hệ nước kia thì quá đủ đàm để giết con này. Thế thôi. Nó cho mình 3 con thì nói chung là dễ. Cái này là một pack legend dễ anh em ạ. Rồi, 9300 luôn. Nằm thở phi phò luôn anh em ơi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh nó để xem rơi ra cái gì nhá. Kiểu gì hôm nay ta sẽ mở cái gói pack GW cho anh em xem luôn này. Carnivores nhân 2. Và vẫn sẽ là Carnivores, và sẽ dùng 2 con để tăng cơ thôi, thế thôi. Không cần quá nhiều. 300 máu này. Với thêm một con ăn hệ nước nữa là đẹp. Đây. Hợp lý, 600. Có lẽ nó sẽ vả mình luôn. Theo như thông thường nó sẽ vả phát mình 2 phát luôn. Ok, không vả mình, có lẽ nó sẽ để dành lượt để nó giết mình. Không à? Hơi bất ngờ một tí là nó sẽ không dùng lượt để tấn công mình nhưng mà tấn công có một lần thôi. Ôi ngon. Thế này thì mình sẽ để dành được khoảng 4 lần cho con ăn thịt đằng sau rồi. Và mình sẽ vả nó phát để cho nó gọi là chọc tức nó thôi. Chạy đâu cưng, 269 này. Với 4 lần, với 4 sức tấn công ở đây. 3 2500. Tyrannosaurus Rex của chúng ta sẽ là 8. Nó còn một lần thủ nữa anh em ạ. 1 2 3 4 này. Hợp lý, quá hợp lý luôn. Đấy. Đánh cái trận này nó phải đợi nó hơi lâu một tí anh em ạ. Xong cái này chắc tầm hết khoảng 15 phút gì đấy thôi. Với 4 sức tấn công thì chắc nó sẽ giết mình thôi anh em. Không giết à thì mình sẽ giết nó. Không cần dùng đến cái con hệ nước kia luôn đấy. Thủ mấy làm sao đỡ được. Đam mình không phải yếu, khoảng hơn 300 đam. Nó mà không lựa chọn tấn công thì hơi bị sai lầm đúng không? Nó đánh giá mình là xem mình sẽ thủ, nhưng mình có thủ đích đâu. Mà mình là để dành lượt để cho tấn công lần sau. Carnivores bây giờ sẽ là 3 con hệ nước thôi. Xong rồi. Đây, Carnivores của chúng ta sẽ là cần một con Herbivores. Nó cần 2 con đấy đúng không? Nó cần 2 Carnivores anh em ạ. Chết rồi. Chúng ta sẽ cần một con xong phim rồi.
Carnivores ở đây thì 400. Đây, một con này, một con này. Và cuối cùng là một con Amphibian 300.000. Tấn công hay không nhỉ? 275, 489. Trận này chắc dễ thôi, Indominus sẽ vào này không chơi ván nào, rất là khỏe. Thêm một con xịn nữa phía sau. Nó còn một lần nha. Nó còn một lần thì cứ thủ hai thôi. Cứ để dành được khoảng 4 lần nữa là hợp lý. Con này sẽ là một mồi nhử, mồi câu để bọn nó tấn công mình. Không luôn. Ấy cha. Nó quyết tâm là nó sẽ giết mình đây mà. Không à? Đánh nó kiểu thăm dò vậy. Mình kiểu tưởng ấy nó phải để dành 2 lần cơ. 4 lần luôn. Ấy chà, thấy chưa? Ghê phết nhờ. Như vậy nó sẽ hết thủ nha. Nó đã hết thủ anh em ạ. Và chỉ cần 2 phẩy thôi là chết rồi. Nó là một cái sự sức mạnh nó khủng khiếp đến từ Indominus. Thế thôi, mấy cái con bò sát sát đất là sao đối thủ với Indominus rồi. Đẹp như thế này, mấy cái sừng vớ vẩn cắn cho gắt chết. Ba. Ây chà, còn một lần nha anh em. Và 1, 2, 3. Mình sẽ thủ một chút, thủ 2. Đỡ thế quái là được đúng không? Không biết là nó sẽ có bao nhiêu lần tấn công, hình như sẽ là 4. 4 lần và nó sẽ đam khá là ghê. 2 lần tấn công chắc là mình sẽ đai mất. Ôi có gì chết, Indominus chắc chết rồi. Mình thủ thêm một lần nữa thì hợp lý hơn nhờ. Mình để nhiều lần quá chẳng để làm gì cả. Đáng lẽ một mình Indominus có thể cân được 3 rồi. Nhưng không sao, đằng nào thì chúng ta cũng thắng. 13.000 máu luôn. Con này thì quá khỏe rồi. Nó thuộc cũng loài bò sát nhưng mà nó là hệ nước. Nó sẽ khác hẳn với cái con kia. Và một gói pack golden. Một gói một con Ichi. Một con Ichi Thor Tega với 650 điểm. Ui, bây giờ mua đủ đấy anh em ơi. Bây giờ đi mua thôi. Mua thôi, hôm qua là chưa mua được. Henodus, thử xem nào. Solid Gold này, thử xem. Ui, thêm con mới rồi. Con Preto Sutures. Ui, vàng chóe, đẹp chưa? Đẹp. Ok, thì chúng ta sẽ cứ về nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Jurassic World Cứu khủng long. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. 2 triệu, mình được một con 2 triệu thôi anh em ạ. Dã man.